chào chương trình HTV Tôi Kể. Tôi tên là Trần Kiều Anh và tôi là nhà sáng lập cũng như là CEO của thương hiệu Dòng Dòng. Thì trước đây thì tôi chỉ quen làm việc trên máy tính, tôi chỉ là một người thiết kế thôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi còn làm việc với cả phế liệu nữa, bởi vì thương hiệu Dòng Dòng chuyên tái chế những tấm bạc cũ thành những chiếc túi đẹp mắt và hữu dụng. Dòng Dòng thực sự là được cái sự gợi ý của tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ, thì là họ có nói với Dòng Dòng tại một cái hội nghị về rác thải môi trường á, là ở dưới miền Tây hiện giờ là bạc lót ao tôm nó đang có rất là nhiều. Thì sau đó là Dòng Dòng mới tìm tới ở dưới Sóc Trăng, là một trong những tỉnh thành hiện giờ là dẫn đầu Việt Nam về cái việc nuôi tôm á. Thì mình thấy á, là đúng là cái lượng bạc tôm thải ra mỗi một lần sau cái vụ mùa tôm á, người ta thay ra nó nhiều lắm luôn. Thì hiện tại á, rất là buồn á, là mình chưa có một cái hệ thống thu gom cũng giống như là một cái giải pháp xử lý những cái bạc tôm này trên cái diện rộng. Thành ra là Dòng Dòng mới tới tìm hiểu, nói chuyện với lại những cái người chủ trại tôm á, về cái phía doanh nghiệp riêng lẻ giống như là Dòng Dòng, cũng giống như là những người nuôi tôm á, cả hai đều có nhu cầu làm sao để giải quyết được cái lượng rác thải này. Tôi chỉ muốn một cái từ nào đó mà nó rất là dễ nhớ, nó gợi một cái chút sự tò mò ở trong đó nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa của Dòng Dòng á, thì nó chính là nói về cái biểu tượng của tái chế, tức là ba cái mũi tên đi một vòng. Khó khăn thì lúc nào cũng có, không phải chỉ ban đầu, bây giờ vẫn có, tại vì đã lỡ chọn cái con đường là làm thời trang bền vững. Thì nhưng mà có lẽ cái mà khó nhất ở đây chính là xử lý những cái chất liệu tái chế. Đặc biệt đối với Dòng Dòng là không bao giờ sử dụng những cái hóa chất có hại cho da người để tẩy rửa những cái tấm bạc đó. Ngay cả khi cái nước tẩy rửa nó đi xuống cống nó cũng không có hại cho tôm cá ở dưới cống luôn. Thì cái này nó luôn luôn là một trong những cái quy tắc hàng đầu của Dòng Dòng. Hiện tại thì là Dòng Dòng đang có 9 dòng sản phẩm. Mọi người đã quen thuộc với lại ba lô Dòng Dòng nè. Mọi người cũng biết tới ví dụ túi bao tử nè, túi tốt nè và những cái phụ kiện nhỏ hơn nữa. Thì cái sản phẩm thứ 9 ngày hôm nay ra đời rất là hân hạnh, đó chính là cái túi đeo chéo có sự kết hợp giữa bạc mái hiên và bạc tôm. Thì đây chính là một trong những cái sản phẩm mà cái kỹ thuật may, kỹ thuật làm, kỹ thuật thiết kế là khó khăn nhất mà Dòng Dòng phải thực hiện từ đó đến giờ. Khi mà tôi được nghe câu chuyện về một cái hành trình mà sử dụng đến những bạc nuôi tôm và những bạc che mưa để mà làm thành những cái sản phẩm túi thời trang, thì tôi rất là ngưỡng mộ cách mà các bạn tư duy. Đó là một cái hành trình mà nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng, nó phải có tính ứng dụng nhiều hơn để cho người ta có thể sử dụng, người ta có thể đem cho nó một đời sống mới. Điều các bạn có thể làm được nữa là các bạn có thể nghiên cứu nhiều hơn về xu hướng, không chỉ nằm ở túi mà có thể đến nhiều sản phẩm đa dạng khác. Đây là một cái túi Dòng Dòng mà tôi đang sử dụng thì cũng được chắc khoảng 6 tháng. Tôi mua cái túi là vì thứ nhất là thiết kế, mình phải sử dụng nó hàng ngày, thế nên là cái thiết kế rất là quan trọng. Tiếp theo đó là về chất liệu và cuối cùng mới là cái thương hiệu. Thì Dòng Dòng là một thương hiệu mới, để mà cái sự sẵn sàng chi trả cho một sản phẩm của Dòng Dòng thì ban đầu cũng có nhiều sự cân nhắc, nhưng mà cuối cùng cũng đã mua cái sản phẩm này. Tái chế dĩ nhiên là giá thành nó phải cao hơn sản phẩm hàng loạt một chút xíu, bởi vì cái công sức của cái việc xử lý cái chất liệu đó bao giờ nó cũng cực hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ về cái giá trị của một cái sản phẩm, không những là giá trị về công năng sánh ngang với lại tất cả những sản phẩm mới, mà cả về cái giá trị tinh thần, thật sự là một mình Dòng Dòng không có tái chế được bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình muốn là qua những cái sản phẩm rất là chỉnh chu, rất là đẹp của Dòng Dòng thì nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng để cho các bạn trẻ cảm thấy là đâu đó là mình cũng có thể làm được cái việc này. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đã mua những chiếc túi của Dòng Dòng. Và cái mà mình muốn đem tới cho mọi người ở đây là một cái lựa chọn khác, để cho mọi người thấy thật ra là sống xanh nó không có khó,